Bí mật vị tể tướng đầu tiên của Việt Nam. Vị tể tướng này được suy tôn là thủy tổ của họ Nguyễn ở Việt Nam, nằm trong số những khai quốc công thần hàng đầu nước ta. Ông là ai? Tại sao ông lại được suy tôn là bậc tiền thủy tổ họ Nguyễn chính thống ở Việt Nam? Hãy cùng tư liệu sử khám phá bí mật về vị tể tướng này. Nguyễn Bạc sinh năm 924, hiệu định quốc công, là khai quốc công thần nhà Đinh, có công giúp Đinh Tiên Hoàng đánh dẹp chấm dứt loạn 12 sứ quân vào thế kỷ 10 trong lịch sử Việt Nam. Do lập công lớn, ông được vua Đinh phong tước định quốc công, vị trí như chức tể tướng của các triều đại sau này. Ông là một trong số những người tận trung với nhà Đinh, đồng thời là bạn đồng hương, sinh và mất cùng năm với vua Đinh Tiên Hoàng. Dân gian xem ông và Đinh Điền là những biểu tượng của tinh thần hào hiệp, trượng nghĩa và trung thành. Theo các gia phả họ Nguyễn và tài liệu lược sử họ Nguyễn tại Việt Nam, ông được tôn là bậc tiền thủy tổ họ Nguyễn chính thống ở Việt Nam. Theo sách Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả, Ông được xem là thủy tổ của dòng họ Nguyễn Phúc sau này lập ra dòng chúa Nguyễn ở miền Nam năm 1569 dưới thời Nguyễn Hoàng và triều đại nhà Nguyễn năm 1802 dưới thời Nguyễn Phúc Ánh. Ông được Việt sử Tân Biên liệt vào danh sách Giao Châu Thất Hùng, tức bảy anh hùng người Giao Châu gồm Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn, Lê Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Phạm Hạp và Phạm Cự Lạng. Theo sự tích định quốc công Nguyễn Bạc của các giáo sư Nguyễn Đình Điền và Nguyễn Đình Chi thì Nguyễn Bạc là con cụ Nguyễn Thước, một nha tướng của Dương Đình Nghệ. Tương truyền Nguyễn Bạc thời thanh niên là người giỏi võ nghệ và có sức khỏe phi thường ông từng dùng tay không bắt sống cọp đem bán cho các hào phú. Tính tình ông thẳng thắn, bộc trực nhưng rất thương dân. Theo sách khâm định Việt sử thông giám cương mục, Nguyễn Mặc là người động hoa lư. Thuở nhỏ, ông đã cùng kết bạn với Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Điền, Trịnh Tú và Lưu Cơ. Trong đó, mối quan hệ của bộ ba Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Mặc Đinh Điền có gốc rễ keo sơn từ lúc cờ lao tập trận chứ không phải khi đã trưởng thành mới kết nghĩa đào viên như bộ ba Lưu bị quan văn trường Trương Phi. Ở Trung Hoa thời Tam Quốc, nếu như Đinh Bộ Lĩnh được sử sách đánh giá là tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, Đinh Điền là người điềm tĩnh, thận trọng và thông thái thì Nguyễn Bạc là người thẳng thắn, bộc trực và hăng hái. Trong công cuộc dẹp loạn 12 sứ quân, Nguyễn Bạc là người chiêu mộ nhiều võ tướng giỏi như Bạch Tượng, Bạch Địa, Nguyễn Tấn, Phạm Bạch Hổ để đưa họ gia nhập lực lượng của Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư. Nguyễn Bạc cư xử với Đinh Bộ Lĩnh không khác Trương Phi đối với Lưu Bị, ông luôn cấp giáo đứng hầu mỗi khi Đinh Bộ Lĩnh bàn việc quân hay nếm trước thức ăn để tránh cho lĩnh khỏi bị đầu độc. Khi ra trận mạc ông luôn xông pha đi đầu. Có lần Đinh Bộ Lĩnh bị trúng tên ngã ngựa, bạc cõng vua trên lưng, leo lên núi đá dựng đứng để thoát vòng vây. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bạc được phong làm định quốc công, đứng đầu các công thần, quản lý việc nội chính. Đinh Điền được phong làm ngoại giáp. Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị sát hại. Ông cùng các đại thần tôn phò con nhỏ của Đinh Tiên Hoàng là vệ vương Đinh Toàn lên ngôi, tức là Đinh Phế Đế. Mẹ Phế Đế là Dương Vân Nga trở thành Thái Hậu. Theo khâm định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Nguyễn Bặc, Đinh Điền làm phụ chính cho phế đế, nhưng lúc đó Dương Thái Hậu tư thông với thập đạo tướng quân Lê Hoàn, cho Lê Hoàn làm phó vương, nắm quyền chỉ huy quân đội, chuyên quyền, tự do ra vào cung cấm. Nguyễn Bặc với cương vị là tể tướng triều đình cũ, lại là bạn nối khố với vua Đinh khó có thể chấp nhận sự thật này. Ông đã cùng một số trung thần của nhà Đinh giấy binh giành lại quyền lực, nhưng cuối cùng Nguyễn Bặc bị bắt, đưa về Hoa Lư hành quyết vào 15 tháng 10 năm 979. Quân thần thương tiếc cho vị tể tướng này nên đã lượm thi thể của ông đưa về an táng ở ngoại thành Hoa Lư sau này nhiều đền thờ nguyễn bạc xuất hiện trên cả nước người dân vẫn rất tôn kính ông nhận định vị tể tướng này tài cao trung hiếu trong khi đó theo các gia phả họ nguyễn và tài liệu lược sử họ nguyễn ở việt nam nguyễn bạc được suy tôn là bậc tiền thủy tổ họ nguyễn chính thống ở việt nam